Về ngoại hình của chiếc robot hút bụi lau nhà này thì chúng ta có một cái ngoại hình cơ bản như những chiếc robot hút bụi lau nhà ở trên thị trường. Bề mặt bên trên của nó chúng ta có những nút điều khiển bao gồm nút quay về đốt sạc và nút nguồn. Ở bên trên này là một cái cảm biến LiDAR giúp cho robot có khả năng quan sát được không gian, định vị, lập bản đồ cũng như là vượt chướng ngại vật hoặc là tránh rơi ngã. Khi mở lên thì chúng ta sẽ thấy có một cái hộp đựng rác ở bên trong. Hộp này có thể tháo rời ra. Đây là lỗ để mà robot có thể hút rác vào trong đây. Và ở bên đây sẽ là hai lỗ để mà rác nó sẽ đi ra ngoài theo đường lên đốc sạc. Mặt trước của hộp đựng rác cũng có một cái lưới lọc, và lưới này thì theo thời gian chúng ta có thể mở ra để thay nó. Ở bên trong này cũng có một cái chỗ quét có tích hợp lưỡi dao để mà chúng ta có thể lấy đi những cái sợi tóc nếu mà nó dính vào trong cái chỗ quét ở bên dưới của robot. Ở mặt trước của robot chúng ta thấy có một cái cảm biến để robot có thể di chuyển vào vật chứa ngại vật. Ở mặt sau này là những cái lỗ thông gió. Ở mặt sau của robot thì chúng ta sẽ có một cái chõi cạnh bao gồm 3 chân. Thì cái chõi này sẽ giúp cho robot có thể quét được rác nằm ở phía chân tường hoặc là cạnh bàn. Đây là một cái bánh xe 360 độ để robot có thể di chuyển linh hoạt. Ở đây là hai bánh xe chính của robot nè. Ở giữa này là phần chõi hút, đây là chõi chống rối. Chúng ta cũng có thể mở ra một cách linh hoạt. Bên dưới này là bộ phận để cho robot có thể phục vụ cho cái việc lau nhà, bao gồm là một cái dĩa lau được đặt ở trên khay đựng nước luôn. Và cái khay này thì chúng ta cũng có thể tháo lắp rất là linh hoạt và dễ dàng để mà cho nước vào, thay nước cũng như là gỡ thảm ra để giặt. Bề mặt dưới của robot này sẽ có hai cái lỗ hình chữ nhật nó thông với hộp đựng rác như lúc nãy mình có nói. Sau một cái quá trình dọn dẹp của robot, robot sẽ tự di chuyển về đốc sạc, và nhìn vào đây nó có hai lỗ hình chữ nhật tương ứng với phần bề mặt ở bên dưới của robot á. Khi mà nó di chuyển về đây thì rác thải và bụi sẽ đi theo đường ống dẫn để lên trên thùng rác. Ở trong này có một cái túi đựng rác như thế này đây. Túi đựng rác này có dung tích là 2,5 lít. Chúng ta không cần phải dọn rác mỗi ngày hay là mang cái hộp đựng rác đi đổ, mà cái túi rác này nó có thể chứa rác khoảng là 30 đến 45 ngày tùy theo cái tần suất mà mình sử dụng robot cho cái ngôi nhà của mình. Chỉ cần nó đầy thì mình sẽ gỡ cái túi đựng rác này ra và đem đi vứt. Như vậy là thay một cái túi đựng rác mới là chúng ta có thể sử dụng được bình thường. Việc robot có tích hợp khả năng tự động dọn rác, ngoài giúp cho chúng ta đỡ phải mất công dọn dẹp ra, thì đây là một cái hệ thống hoàn toàn khép kín. Khi mà rác thải được dọn dẹp hay là được đổ đi, sẽ không có cái tình trạng là bụi nhỏ, bụi mịn bay ra tung tác khắp nhà, hay là chúng ta cũng không có phải tiếp xúc với bụi bẩn. Chỉ cần nói như mình nói là xách cái túi rác và vứt đi, như vậy là xong rồi. Về tổng thể thì cái bộ robot hút bụi Rimi D10 Plus này nó có màu trắng khá là sang trọng và phù hợp với nhiều nội thất của không gian gia đình. Tuy nhiên thì màu trắng này sẽ dễ bám bẩn và bám dơ, cho nên là trong quá trình sử dụng chúng ta phải cẩn thận, và đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ. Nói về khả năng hút bụi, chõi chống rối bên dưới có kích thước là 17cm kết hợp với lực hút là 4000 Pascal, một lực hút khá là mạnh, giúp cho robot có thể dễ dàng hút được tất cả những cái loại bụi ở trên sàn nhà, những vụn rác, lông thú cưng, vân vân và vân vân. Chúng ta có thể điều chỉnh 4 cấp độ hút của robot, ví dụ như là hút nhẹ, yên tĩnh, hút tiêu chuẩn, hút mạnh và hút tăng áp. Đối với nền nhà mà chúng ta cảm thấy là nó có quá nhiều bụi hoặc là có những cái miếng rác lớn. Trong quá trình sử dụng, mình thấy với lực hút 4000 Pascal khá là mạnh, cùng với chõi cạnh và cái hành trình di chuyển được tối ưu theo bản đồ á, thì robot có khả năng làm sạch sàn nhà khá là tốt, đặc biệt là ở những cái khu vực khó, ví dụ như là tường nhà, góc tường hoặc là ở những cái khu vực cạnh chân bàn, chân ghế, vân vân. Và một điểm nữa về cái khả năng hút của robot hút bụi Rimi D10 Plus là nó có thể thay đổi cái lực hút tùy theo cái mặt nền khác nhau. Ví dụ như là sàn nhà bình thường thì nó sẽ hút tiêu chuẩn. Khi mà lên trên bề mặt thảm thì nó sẽ có thể chuyển sang là hút mạnh hoặc là hút tăng áp để làm sạch hiệu quả hơn cho những cái bề mặt đó. Về khả năng lau nhà thì chúng ta chỉ cần cho đầy nước vào cái khay đựng nước ở phía bên trên dĩa lau và có thể điều chỉnh được 3 cái mức độ mà nước sẽ thẩm thấu vào trong cái dĩa lau này là thấp, trung bình và cao, tùy thuộc vào cái điều kiện mà chúng ta muốn robot lau như thế nào.
Đối với những nền nhà khá là dơ mà chúng ta muốn nó làm sạch nhiều hơn á, thì ở cái robot này nó có một cái chế độ gọi là lau chuyên sâu. Thì khi đó robot sẽ đi theo hình chữ Z với cái mức nước được tiết ra sẽ lau nhiều hơn và nó sẽ lau kỹ hơn. Đối với việc dọn dẹp hàng ngày, mình set cho robot một cái khung giờ cố định là khoảng 10 giờ sáng. Khi mà mình đã đi làm rồi á, thì robot nó sẽ tự chạy ra và hút bụi lau nhà. Mình cảm thấy là cái khả năng hút bụi và lau của robot khá là hiệu quả. Đặc biệt là đối với những cái vết dơ ở trên sàn, ví dụ như là vết tương hay là những cái gì đó đổ tháo ở trên sàn thì robot đều có thể hút và lau sạch sẽ. Đối với khả năng lập bản đồ và di chuyển của robot thì Grimmy D10 Plus sử dụng công nghệ LiDAR, nó có khả năng là định vị không gian, phân tích môi trường theo thời gian thực để mà có thể tránh những chướng ngại vật trên đường nó di chuyển, cũng như là sẽ cảm nhận được những cái khoảng không, ví dụ như là cầu thang hay là những cái bậc thềm để mà nó dừng lại và quay đầu. Khi mà mình mở máy lên và cho robot bắt đầu hoạt động trong một không gian thì đầu tiên nó sẽ tiến hành cái việc là vẽ bản đồ, nó sẽ di chuyển vòng vài vòng xong rồi sẽ di chuyển những cái khu vực ở xung quanh của căn phòng đó để có thể xác định được cái không gian đó rộng lớn bao nhiêu, có những cái vị trí nào mà nó có thể đi được và không đi được. Thì cái quá trình lập bản đồ này diễn ra khá là nhanh và cũng nhờ vào cảm biến LiDAR theo dõi môi trường theo thời gian thực mà trong cùng cái không gian phòng đó có một cái sự thay đổi nội thất hoặc là thêm một cái chướng ngại vật nào đó thì robot cũng sẽ nhanh chóng phát hiện và lưu vào trong bộ nhớ của nó để nó có thể di chuyển hiệu quả và làm việc một cách chuẩn xác. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể lưu cùng lúc nhiều bản đồ khác nhau phù hợp cho những ngôi nhà có nhiều tầng để robot có thể phân biệt và nó sẽ làm việc hiệu quả theo lệnh của chúng ta theo từng khung giờ hoặc là cho nó di chuyển và làm sạch cũng như là lau sàn ở từng bản đồ đó. Tiếp theo là khả năng kết nối. Ngoài việc chúng ta có thể điều khiển robot ngay trực tiếp bằng hai cái nút nguồn và nút quay trở lại đốt sạc này thì chúng ta sẽ kết nối robot với điện thoại để có thể thiết lập nhiều hơn và setup cho chiếc robot này nhiều hơn thông qua một trong hai ứng dụng là Dream Home App hoặc là Mi Home, Xiaomi Home App. Và cả hai ứng dụng này đều có mã QR code được in ở bên trên của robot. Nếu mà không tìm thấy được ở trên App Store hay là Google Play á, thì chúng ta chỉ cần quét cái mã QR code này thôi. Mình thì đang liên kết cái Grimmy D10 Plus này với ứng dụng Mi Home. Thông qua ứng dụng Mi Home, mình có thể quản lý được những cái bản đồ nơi mà robot làm việc trong không gian của ngôi nhà nè. Có thể theo dõi trực tiếp real time quá trình dọn dẹp của robot ở trên bản đồ từ xa. Rồi ở trong phần cài đặt thì mình có thể cài đặt chế độ làm sạch nè, lực hút cũng như là cài đặt mức độ nước cho cái việc lau nhà của robot. Và nó có một cái tính năng đó chính là tùy chỉnh làm sạch. Với cái chế độ tùy chỉnh làm sạch này thì chúng ta có thể điều chỉnh cái công suất hút và cái mức độ nước tùy theo từng cái khu vực khác nhau mà chúng ta muốn robot nó làm việc. Chúng ta cũng có những cái tùy chọn thứ tự làm sạch nè, cũng như là phương thức lau. Ngoài ra với phần quản lý bản đồ trên app thì chúng ta có thể thêm những cái khu vực cấm, tường ảo hoặc là cái vùng mà chúng ta không muốn robot lao tới. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể setup một số những cái cài đặt khác dành cho cái robot này, ví dụ như là thông báo nào khóa trẻ em hay là chế độ không làm phiền hoặc là đặt lịch để mà robot làm việc theo chu trình. Bên cạnh đó nữa thì có một vài những cái tính năng khác như là điều khiển từ xa nè, định vị robot hoặc là đặt lại tên, quản lý vị trí, vân vân. Thì tất cả mọi thứ chúng ta có thể cài đặt ở trong cái app này. Một số những tính năng khác của Grimmy D10 Plus thì nó có tích hợp giọng nói và chúng ta có thể điều chỉnh cái âm lượng hoặc là ngôn ngữ của robot thông qua ứng dụng. Hiện tại robot này tương thích với 11 ngôn ngữ và chưa có tiếng Việt. Đó cũng là một cái điều hạn chế, tuy nhiên thì mình có thể sử dụng tiếng Anh cho nó khi mà nó làm việc quay trở lại đốt sạc hay là có một cái vấn đề gì đó thì nó sẽ thông báo lên cho mình biết.